Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Khỏe để sống vui. Và như thường lệ ở mỗi một tuần thì chúng tôi sẽ bàn tới một chủ đề liên quan tới sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Và bên cạnh đó sẽ có sự đồng hành của những chuyên gia y tế, các bác sĩ cũng như các khách mời nổi tiếng để mang đến cho quý vị khán giả thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với một đoạn clip để biết được chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì nhé. Canxi là khoáng chất quan trọng trong hoạt động sống của con người, chiếm đến 2% trọng lượng cơ thể. Trong đó, 99% canxi trong cơ thể nằm ở xương và răng. 1% còn lại lưu thông trong máu để giữ đều nhịp tim, giãn cơ, dẫn truyền xung đột thần kinh, tham gia vào yếu tố đông máu. Trẻ thiếu canxi sẽ bị còi xương, chậm lớn, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khẩu phần ăn hàng ngày chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu canxi, gần 11% nhu cầu vitamin D của cơ thể theo mức khuyến nghị. Trên thực tế, cơ thể trẻ chỉ nạp khoảng 50% lượng canxi qua thức ăn, phần còn lại sẽ bị bài tiết ra ngoài. Vì vậy, trẻ cần bổ sung thêm lượng canxi còn thiếu qua đường uống. Đặc biệt là với những trẻ sinh non, trẻ có nguy cơ thiếu hụt canxi, trẻ còi xương, chậm lớn, suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, bổ sung canxi như thế nào là phù hợp đúng cách vẫn là vấn đề băn khoăn của nhiều bậc cha mẹ. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết thì canxi là một trong những khoáng chất rất cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển của răng cũng như là xương cho trẻ nhỏ. Khi thiếu canxi thì hoàn toàn trẻ có thể bị những tình trạng như là còi xương hay chậm lớn, hay là ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ. Do đó mà việc chúng ta bổ sung canxi cho bé như thế nào cho đúng và hiệu quả cũng như đầy đủ là một vấn đề được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Và để giúp quý vị có thêm được nhiều kiến thức hơn cho vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, và chị Vũ Hương Mai, người được biết đến với kênh YouTube Mai Tình Yêu. Cảm ơn hai vị khách mời vì đã có mặt trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Phương Thúy muốn đặt câu hỏi tới chị Mai một chút. Là một người cũng khá là bận rộn với các công việc trên mạng xã hội thì không biết là với cuộc sống gia đình thường ngày thì có thực sự là cân bằng được cái khoảng thời gian cùng với các con hay không? Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi thì đang có một con gái, bé nhà tôi 4 tuổi. Đấy, và mặc dù đúng là công việc của tôi rất bận rộn nhưng mà tôi rất là quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng cho con. Hiện tại về chế độ ăn uống của con thì tôi đã cho con ăn đa dạng từ rất là sớm. Đấy, cả nhà ăn gì thì con sẽ ăn như vậy, và tôi cũng có niềm tin là với cả cái bữa ăn của cả gia đình như vậy thì con cũng một phần nào đủ chất dinh dưỡng. Đấy, ngoài ra thì tôi cũng tham gia vào các hội nhóm của các cha mẹ và mọi người cũng bàn là phải bổ sung thêm các khoáng chất cho con. Thì mình mới có một cháu thôi, cho nên là nghe ai mách thì mình cũng thử và làm theo, và tôi cũng có thử một vài cái khoáng chất dành cho con. Vâng, vậy thì với cụ thể là canxi thì thường chị sẽ bổ sung canxi cho con trong cái chế độ ăn hàng ngày như thế nào, và có một cái bí kíp gì không? Về canxi thì như các cụ ngày xưa hay nói đấy, thì tôi cũng trong chế độ ăn thì tôi cũng cho con ăn thêm các cái ví dụ như là từ vỏ tôm hay là các cái động vật giáp xác, thì chắc là bác sĩ Lâm sẽ giải đáp giúp cháu xem là không biết như vậy có đúng không. Đấy, ngoài ra thì cũng có thêm các cái sữa. Đấy, tôi rất là quan tâm đến sữa. Hiện tại thì bé nhà tôi vẫn đang uống sữa công thức, và tôi cũng quan tâm đến các loại sữa mà ghi là có bổ sung thêm canxi cho cháu. Vâng, và các khán giả hoặc là những người hâm mộ thì cũng sẽ luôn luôn tò mò với việc là nếu như chị sẽ bổ sung cho con như vậy thì mình sẽ tìm hiểu những cái thông tin đó qua các kênh nào, hay là cái hình thức kiến thức ra sao? Và hiện tại thì đúng là tôi theo dõi nhiều nhất là thông qua các hội nhóm cha mẹ ở trên Facebook. Đấy, rồi tôi cũng có follow thêm một vài các bác sĩ ở trên, cũng ở trên kênh Facebook và trên kênh TikTok. Đó, thì đấy là hai cái nguồn mà tôi đang lấy thêm thông tin. Vâng, và có thể thấy rằng là thông tin hiện nay thì có thể lấy được ở rất là nhiều nơi. Và chị Mai cũng như là rất nhiều các bậc phụ huynh khác, thưa bác sĩ, thì cũng quan tâm đến việc là phải làm sao để bổ sung canxi cho con một cách đúng cách, nhưng không phải là nguồn thông tin nào thì cũng có thể chọn lọc được. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết về tầm quan trọng của canxi đối với sự phát triển của trẻ được không ạ? Vâng, chúng ta hiểu rằng canxi là một cái khoáng chất rất là cần đối với sự phát triển của các em bé. Thực ra từ trong bụng mẹ cho đến ngay cả vừa sinh ra thì canxi cũng đã đóng vai trò rất là quan trọng rồi. Ví dụ như là mẹ mà ăn chế độ đủ và được bổ sung đủ canxi thì cái chiều dài của em bé sơ sinh nó cũng tốt hơn. Rồi em bé sau khi ra đời thì chúng ta thấy rằng em bé nếu mà được bú sữa mẹ thì trong sữa mẹ cũng có canxi đầy đủ, và em bé mà mẹ lại ít sữa thì chúng ta thấy rằng cũng có thể sử dụng những cái sản phẩm mà giàu canxi như là chị Mai quan tâm, như là sữa công thức chẳng hạn. Thì canxi thực ra nó rất là quan trọng đối với cái sự phát triển hệ xương, hệ răng của các bé. Ví dụ như các cháu mà thiếu canxi thì chúng ta thấy thường mắc cái dấu hiệu chúng ta gọi là còi xương. Ở trẻ em thì nó gây ra ví dụ như là các cháu đêm ngủ thì quấy khóc, ngủ không ngon giấc, rồi biến dạng cái xương đầu của các cháu có khi là bị bẹt. Thiếu canxi thì cái chiều cao của các cháu hay chiều dài các cháu nó cũng không tăng trưởng đầy đủ. Tôi cũng quan sát ví dụ những cái mẹ mà một năm trời mà sợ con béo phì không cho uống sữa để bổ sung canxi thì chiều cao của các cháu là không có tăng. Thì để chúng ta thấy là canxi nó rất là quan trọng. Hay những cháu mà thiếu canxi thì nhiều khi chúng tôi thấy cái răng của các cháu, cái men răng nó không được sáng bóng, mà có khi răng là các cháu nó bị sún, nhẹ thì là sún màu vàng, nhưng mà nặng hơn nhiều cháu ở vùng nông thôn chúng tôi quan sát thấy cái răng các cháu nó bị sún đen, nó cái men răng nó mủn đi. Thế mẹ cứ tưởng là con mình không có vệ sinh sạch sẽ mà cái men răng nó hỏng như vậy, nhưng tôi bảo không phải đâu, đấy là các cháu thiếu vi chất dinh dưỡng như là thiếu canxi, vitamin D, là các cái khoáng chất khác nữa. Vâng, vậy thì từ những cái quan sát từ thực tế như vậy thì bác sĩ cho rằng đâu sẽ là nguyên nhân dẫn tới những cái tình trạng thiếu canxi như vậy ở trẻ ạ? Cái nguyên nhân hàng đầu thì chúng ta thấy khẩu phần ăn của em bé là không có chứa các cái thực phẩm giàu canxi. Ví dụ như là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ thì chúng ta dựa canxi vào cái nguồn sữa mẹ, hay là khi mẹ ít sữa, mất sữa thì em bé phải được bổ sung các cái loại sữa công thức. Và ngoài ra thì chúng tôi thấy nhiều cháu này uống đủ sữa nhưng mà vẫn có dấu hiệu còi xương và chậm phát triển chiều cao, thì kèm theo đấy nó lại là thiếu vitamin D. Tức là chúng ta thấy khi mà đủ canxi nhưng mà vitamin D3 mà thiếu thì cũng không hấp thu chuyển hóa được canxi. Thế nên các mẹ cũng phải phân biệt là con mình có thiếu canxi hay thiếu vitamin D, và hoặc là thiếu cả hai chất mà ảnh hưởng đến cái phát triển chiều cao hay là các cháu bị các hiện tượng còi xương ạ. Vâng, vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể nhận biết được chính xác là trẻ đang ở trong tình trạng bị thiếu canxi thưa bác sĩ? Thường thì chúng ta thấy thường cái dấu hiệu sớm của thiếu canxi kèm theo vitamin D đấy. Ví dụ như là em bé mà bú sữa mẹ, mẹ rất là nhiều sữa, nhưng thực ra trong sữa mẹ cái nồng độ vitamin D nó rất thấp. Em bé bú no sữa mẹ vẫn chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu vitamin D thôi, cho nên bắt buộc là mẹ phải bổ sung thêm vitamin D. Thế thì canxi chúng ta thấy kèm theo vitamin D mà thiếu thì cái dấu hiệu ban đầu là trẻ hay lắc đầu này, rồi ra mối trộm, và các cháu khó ngủ về đêm, có khi các cháu muộn các cháu mới ngủ, hoặc có những cháu lại quấy khóc, hoặc là đi vào giấc ngủ rất khó khăn nhưng ngủ được độ một tiếng các cháu lại tỉnh dậy, các cháu lại khóc lại. Thế có những cái cháu gọi là bị còi xương cấp, có khi bố mẹ phải thay nhau bế con suốt cả đêm, cũng suốt cả đêm rất là vất vả. Vâng, vậy thì từ những cái dấu hiệu như vậy cũng như thực tế hiện trạng của rất nhiều em nhỏ đã bị thiếu canxi thì bác sĩ nghĩ như thế nào về khả năng hấp thụ canxi ở trẻ? Và mỗi trẻ thì thường sẽ có những cái khả năng hấp thụ canxi khác nhau như thế nào? Kèm theo đó dựa trên những tiêu chí ra sao để chúng ta có thể xác định rõ được ạ? Nếu mà trẻ có cái đường tiêu hóa bình thường, ta nói là trẻ nhỏ ở cái giai đoạn bú sữa mẹ hoặc là ăn sữa ngoài thì các cháu hoàn toàn có thể hấp thu được canxi nếu mà đường tiêu hóa của các cháu không bị vấn đề gì, ví dụ không bị táo bón, không bị tiêu chảy hoặc là rối loạn tiêu hóa mãn tính. Thế ở cái giai đoạn mà các cháu ví dụ ăn bột, ăn cháo, ăn cơm rồi thì cái hấp thu canxi của các cháu nó còn ảnh hưởng, ví dụ như là chúng ta thấy là cái nguồn canxi này, rồi cái khẩu phần ăn mà có nhiều chất bột đường, trong chất bột đường như là gạo của mình thì nó có cái chất gọi là phytate, hay là trong đậu đỗ cũng có cái chất phytate, nó ảnh hưởng, nó kết hợp với canxi tạo thành cái dạng muối thì các cháu nó không hấp thu được canxi. Và đa phần thì chúng tôi quan sát là các cháu thiếu canxi đấy là do thiếu vitamin D. Khi mà thiếu vitamin D thì canxi mặc dù ở trong đường ruột nó có nhưng không được hấp thu và vận chuyển vào trong máu ạ. Vâng, từ những thông tin như vậy thì chúng ta đều có thể hiểu rằng là canxi đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong sự phát triển của trẻ. Và chính vì vậy mà thiếu canxi sẽ không chỉ làm ảnh hưởng đến chiều cao mà sẽ còn khiến cho trẻ phải đối mặt với rất nhiều những hệ lụy sức khỏe nguy hiểm khác nữa. Ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với một video mà chúng tôi đã tổng hợp về những hệ lụy nếu như trẻ bị thiếu canxi. Những hệ lụy về sức khỏe khi thiếu canxi. 1. Còi xương. Canxi là thành phần chính trong cấu trúc xương. Giai đoạn đầu đời chính là khoảng thời gian phát triển mạnh mẽ về khung xương ở trẻ. Nếu không được bổ sung đủ canxi theo khuyến nghị, hệ quả là khung xương của trẻ không phát triển tối đa, dẫn đến thấp còi. 2. Suy dinh dưỡng. Canxi có vai trò liên kết với một số enzyme tham gia vào quá trình phân giải một số loại thực phẩm khi vào cơ thể. Trẻ thiếu canxi sẽ không hấp thụ được một số chất dinh dưỡng cần thiết, có thể bị suy dinh dưỡng. 3. Biến dạng xương. Nếu trong giai đoạn phát triển khung xương, trẻ không được bổ sung đủ canxi, các xương quan trọng sẽ bị yếu và có nguy cơ biến dạng trong quá trình trẻ sinh hoạt, đùa giỡn hoặc mang vác đồ vật. Thiếu canxi dẫn đến nguy cơ trẻ dễ mắc các bệnh lý biến dạng xương cao hơn như chân vòng kiềng, chân chữ X. 4. Rối loạn hệ thần kinh. Canxi có vai trò quan trọng trong hoạt động dẫn truyền thần kinh của cơ thể. Khi cơ thể trẻ thiếu hụt canxi, các xung đột thần kinh có thể bị ức chế, gây ra tình trạng hưng phấn hoặc căng thẳng quá mức ở trẻ nhỏ. 5. Rối loạn giấc ngủ. Khi xung đột thần kinh không ổn định, vỏ não luôn trong trạng thái hưng phấn nên trẻ rất khó đi vào giấc ngủ. Thiếu canxi thường gặp phải tình trạng khó ngủ, ngủ không ngon giấc hay quấy khóc đêm, giật mình khi ngủ. 6. Co giật các cơ. Sự co duỗi các cơ trong cơ thể xảy ra là do phản ứng trao đổi của các ion qua màng tế bào có sự hỗ trợ của canxi. Khi trẻ không được bổ sung đủ lượng canxi, các phản ứng này bị rối loạn dẫn đến tình trạng co giật các cơ. 7. Hệ miễn dịch suy giảm. Canxi là thành phần đầu tiên phát hiện những yếu tố lạ xâm nhập vào cơ thể và thông báo kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động để tiêu diệt vi khuẩn. Thiếu canxi khiến chức năng miễn dịch giảm sút, trẻ dễ mắc các bệnh theo mùa, dễ ốm vặt. Vâng, như vậy có rất là nhiều hệ lụy từ việc là con trẻ thiếu canxi. Vậy thì chị Mai thân mến, quay trở lại cùng với câu chuyện hàng ngày là khi mà mình quan sát con của mình thì liệu có khi nào chị thấy em bé có những cái biểu hiện về những cái tình trạng thiếu canxi của con không ạ? Khi mà nghe bác sĩ Lâm chia sẻ thì thực sự là Mai cũng nhớ lại cái quá trình mà mình nuôi con kể từ lúc mà con vừa đẻ ra xong. Thì đẻ ra xong thì bé nhà mình cũng hơi bị vàng da. Thế là phải cho phơi nắng, và trong quá trình cho phơi nắng đấy thì cũng hy vọng là con hấp thu được canxi. Và sau đó thì mẹ vẫn cho con bú cho đến năm 1 tuổi. Và con bú nhưng mà mẹ vẫn phải uống thêm các cái để bổ sung thêm các chất để hy vọng là vào sữa cho con. Và đồng thời là như bác sĩ nói là vitamin D thì lúc đấy là Mai cũng phải bổ sung rất là đúng liều lượng cho con. Và sau đó thì đúng như bác sĩ nói là Mai và chồng của mình quan sát rất là kỹ cái bảng chiều cao tiêu chuẩn theo Tổ chức Y tế Thế giới, chiều cao và cân nặng. Đấy, và khi mà thấy con mình thì lúc nào cũng vượt qua chuẩn rồi, nhưng mà có cảm giác nếu như mà bị thấp hơn ấy, thì mình sẽ rất là lo lắng và mình sẽ đi tìm các nguyên nhân tại sao lại như thế. Đấy, và cái thời gian mà bác sĩ Lâm nói về việc con mọc răng, đến khoảng 5 tháng thì con mình mọc răng. Đấy, thì lúc đấy mình mới thở phào là trong cái khung thời gian cho phép thì mình mới không cảm thấy lo lắng nữa vì sợ con thiếu canxi. Thế còn giai đoạn này thì con 4 tuổi cũng bắt đầu đi học mẫu giáo nhà trẻ. Đấy, ở lớp cũng ăn uống theo chế độ của nhà trường. Thì mình cũng vẫn theo dõi sát sao theo cái bảng chiều cao và cân nặng của Tổ chức Y tế Thế giới. Và thực sự là mình nghĩ là nếu như mà con của mình mà trật khỏi cái bảng đấy thì mình cũng sẽ rất là lo lắng. Vâng, vậy thì nếu như có một cái lúc nào đó mà đi chệch hướng giống như chị vừa nói thì chị nghĩ đến những cái hướng xử lý thì sẽ như thế nào? Bây giờ thì Mai nghĩ rằng là các cái thông tin ở trên mạng Internet thì cũng rất là nhiều, là mình có thể tìm kiếm trên các mạng Internet. Nhưng mà hôm nay khi mà nói chuyện với các bác sĩ Lâm xong thì Mai mới thấy là có lẽ là có một cái mà cũng nên đưa vào trong các cái chương trình thăm khám sức khỏe, đấy là về dinh dưỡng. Đấy, vì thực sự là Mai thấy rằng nếu mà con mình có vấn đề gì về dinh dưỡng ấy, thì thay vì là mình tự tìm hiểu hoặc là mình tự mua các thứ cho con thì có lẽ là nên đặt một cái lịch khám với cả một bác sĩ dinh dưỡng. Mai nghĩ là như vậy. Đấy, thì như đó khi đó thì sẽ có những cái lời khuyên chuẩn xác về việc là con nên bổ sung cái gì và con có đang phát triển đúng với cả quỹ đạo hay không. Chính xác, Phương Thúy đồng ý với chị Mai ở cái hướng xử lý như thế này. Và ban nãy khi mà trò chuyện với chị Mai thì chị Mai có một cái thắc mắc đã muốn hỏi bác sĩ Lâm, đó là cái việc mà bổ sung canxi cho con thông qua việc có thể ăn những cái loại hải sản hoặc là phần vỏ của nó, hay là với rất là nhiều bố mẹ khác thì có những cái quan điểm như là có thể cho con ăn cháo với nhiều nước xương này, hay là cho con phơi nắng để tổng hợp vitamin D, thì liệu rằng những cái phương pháp đó có thực sự chính xác không ạ? Vâng, thực ra thì những phương pháp đấy thì có cái chính xác, có cái chưa. Trước hết là cho con ăn các cái loại hải sản mà có vỏ ấy. Thực ra thì nó rất nhiều canxi, cái vỏ con tôm, con cua nhưng mà nó nằm ở vỏ rồi. Thì đa phần canxi nó nằm ở vỏ và ở chỗ vỏ đó thì không hấp thu được. Cho nên ví dụ chúng ta có ăn cho con ăn tôm thì chúng ta chỉ ăn cái thịt tôm thôi, và trong thịt tôm thì lượng canxi nó chỉ còn lại là 10% so với tổng lượng canxi của cái con tôm toàn phần đó. Thế thì nhiều mẹ lại cho con ăn vỏ tôm thì tôi nghĩ là không nên, vì vỏ tôm mà cho con ăn thì nó hóc không ăn được. Thì đối với người trưởng thành ấy, thì chúng tôi cũng khuyên là ăn tôm cá nhỏ và kho nhừ, ăn cả xương. Ví dụ con tôm rất là nhỏ, tôm đồng rất là mềm, tôm gạo rất là nhỏ thì chúng ta có thể ăn thì nó cũng hấp thu được một chút, mà người trưởng thành đấy chứ trẻ em thì cũng rất là khó ăn. Hay là những con cá nhỏ mà chúng ta kho nhừ, ăn cả xương ấy, thì trong cái xương đấy con cá nó cũng có cái canxi có thể hấp thu được. Thế còn một cái quan niệm nữa mà tôi quan sát là mẹ cứ nghĩ là con còi xương, con thiếu canxi thì hì hục ninh xương, mua xương sườn hay xương ống về ninh để lấy cái nước xương để khuấy bột cho con ấy. Thực tế thì canxi ở trong các cái xương mà chúng ta ninh thì nó hấp thu không đáng kể được, và nó lại có khi lại kèm theo các cái chất béo bão hòa làm con đầy bụng và lại khó tiêu. Thế thì tôi khuyên để đủ canxi thì chúng ta vẫn phải nhắm đến cái thực phẩm quan trọng, đó là sữa và các chế phẩm của sữa, ví dụ như là sữa các dạng này, sữa chua, rồi phô mai cũng là sản phẩm của sữa, thì trong đấy nó giàu canxi. Cho nên Viện Dinh dưỡng chúng tôi cũng xây dựng những cái lời khuyên, những cái khuyến nghị về sữa. Ví dụ các cháu uống 100 ml sữa, hoặc ăn một hộp sữa chua, hoặc một miếng phô mai 15g thì được mỗi thứ là 100mg canxi. Thế thì chúng ta cứ đếm cái lượng sữa con uống hay là sữa chua con ăn để chúng ta ra tổng lượng canxi đã đáp ứng đủ nhu cầu cho con hay chưa. Vâng, và như bác sĩ có chia sẻ thì ngoài việc bổ sung qua thực phẩm, chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm những lượng canxi dồi dào hơn từ sữa hay là những cái viên uống, hoặc thậm chí là thực phẩm bổ sung. Vậy chị Mai có bao giờ nghĩ đến điều này để bổ sung cho con không ạ? Hiện tại thì Mai là đang chọn cái loại sữa mà mình đọc và mình thấy có vẻ bổ sung nhiều canxi cho con. Đấy, thì mình mới đang dừng ở mức như vậy thôi. Cũng chưa bổ sung thêm viên uống cho con về mặt canxi. Nhưng mà nếu như con mình mà có các cái biểu hiện bị thiếu canxi như là bác sĩ Lâm vừa chia sẻ, thì Mai chắc chắn là mình sẽ tìm đến những loại tốt nhất để bổ sung cho con mình. Không biết là với cái quá trình là bổ sung các vi chất cho con trong khoảng thời gian hàng ngày, từ việc là ăn uống cho đến những cái thực phẩm bổ sung, thì chị Mai có hay nghĩ đến cái tiêu chí lựa chọn những sản phẩm đó như thế nào hay không? Khi mà lựa chọn các sản phẩm cho con ấy, thì thường là Mai sẽ cũng đang follow theo những cái bác sĩ dành cho trẻ em. Đấy, và ngoài ra thì cũng thực sự là mình ở trong cộng đồng các cha mẹ ở trên các trang mạng xã hội, đấy, và mình cũng lắng nghe nhiều lời chia sẻ của mọi người nữa. Đấy, thì đấy cũng là những cái mà mình tham khảo để mình lựa chọn. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm lựa chọn rất là nhiều, những cái đa dạng các loại, có thể là từ sữa công thức, có thể là từ các loại viên uống. Vậy thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có những cái quan điểm như thế nào về việc bổ sung cho trẻ bằng những viên uống như là chúng ta vừa mới đề cập đến? Liệu rằng là chúng ta có nên bổ sung cho trẻ bằng đường ăn uống tự nhiên, hay là đôi khi chỉ cần những cái viên uống như vậy với một lượng canxi đủ mỗi ngày là có thể đáp ứng được cái nhu cầu hấp thụ canxi của con trẻ? Thực ra mà khi mà ngồi tư vấn dinh dưỡng ấy, thì chúng tôi bao giờ cũng phải hỏi cái khẩu phần ăn 24 giờ qua. Thế thì chúng tôi sẽ căn cứ vào cái nhu cầu dinh dưỡng của các cháu. Ví dụ như là cháu 1 đến 2 tuổi thì các cháu cần khoảng 400 đến 450 mg canxi mỗi ngày. Thế thì mình sẽ hỏi là con đã ăn được bao nhiêu sữa rồi. Thế còn cái phần thiếu thì mình mới hướng dẫn tư vấn bổ sung các cái chế phẩm mà bổ sung canxi. Thế thường các chế phẩm bổ sung canxi thì thường bao giờ cũng kèm theo là vitamin D3 này, MK7 này, cũng có những sản phẩm có cả magie. Thì tôi cũng rất ủng hộ ý kiến của chị Mai, thấy rằng với nuôi con trẻ thì không phải đợi con suy dinh dưỡng ta mới đi gặp bác sĩ, mà các mẹ nên quan điểm rằng chúng ta phải đảm bảo con phát triển tối ưu, thì chúng ta phải tư vấn trước khi mà con mình bị suy dinh dưỡng, thì lúc đấy nó hiệu quả hơn để chúng ta chọn các cái sản phẩm nó thích hợp. Thế thì chúng ta thấy rằng tùy theo cái nhóm tuổi, ví dụ trẻ nhỏ thì chúng ta có thể cho uống canxi dạng ống nước, trẻ lớn hơn thì chúng ta cũng có thể có những cái dạng cốm pha. Thế còn trẻ mà lớn hơn nữa, khi các cháu uống được cái dạng viên rồi thì chúng ta cũng chọn cái dạng viên thì nó rất là thuận lợi cho các bé, không phải là không phải pha này, rồi không phải bẻ cái ống nhựa hoặc ống thủy tinh thì nó cũng rất là nguy hiểm. Vâng, và phải lựa chọn những cái cách nào đó để vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm thời gian mà lại vẫn bổ sung đầy đủ cho con trẻ, đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có những cái lưu ý hay là khuyến cáo gì thêm cho các bậc phụ huynh trong việc là bổ sung canxi cho con em mình một cách đúng cách nhất và hiệu quả? Các mẹ phải hiểu cái nhu cầu canxi của con mình là bao nhiêu. Ví dụ như thực tế thì chúng tôi thấy rằng cái trẻ 10 tuổi đến 18 tuổi thì các cháu có nhu cầu canxi rất là cao là 1000mg mỗi ngày. Thì sau này chị Mai cũng để ý là con sau 10 tuổi là các cháu ở lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì các cháu tăng trưởng rất là nhanh. Thậm chí có những năm các cháu ví dụ tăng 12-13cm một năm thì lúc đấy chúng ta cần phải cái khẩu phần canxi rất là đủ. Thế thì ngoài cái dinh dưỡng tự nhiên từ những thực phẩm giàu canxi thì chúng ta thấy rằng ví dụ ngoài sữa, chế phẩm của sữa, rau xanh, quả chín cũng có một chút canxi, thì thường tôi quan sát là các cháu uống sữa cũng không đủ canxi đâu, mà chúng ta cũng lên bổ sung thêm. Thường chúng ta cứ cho là từ khẩu phần đáp ứng được một nửa, 50 hoặc 60 nhu cầu canxi khuyến nghị đi, phần còn lại thì chúng ta lên bổ sung thêm các cái chế phẩm phù hợp với nhóm tuổi của em bé. Và chúng ta chú ý rằng khi bổ sung thì chúng ta cũng phải chọn những cái sản phẩm tốt, nó có cả D3, cả MK7 thì nó sẽ hiệu quả hơn là những cái dòng chỉ có canxi không ạ. Vâng, xin cảm ơn những thông tin hữu ích vừa rồi của bác sĩ, như là chị Mai khi mà có rất là nhiều những cái bí kíp đã chia sẻ với khán giả. Tiếp nối chương trình thì chúng tôi cũng muốn mời quý vị đến với một phần hết sức đặc biệt, đó là phần hỏi đáp trực tiếp cùng với bác sĩ cũng như khách mời ngày hôm nay. Và với chủ đề là bổ sung canxi cho trẻ một cách đúng cách và hiệu quả, thì chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi từ quý vị khán giả thông qua email của chương trình, đó là khỏe để sống vui @gmail.com. Và chúng ta đều thấy được rằng là đây là một trong những cái mối quan tâm cực kỳ là sát sườn của các bậc phụ huynh trong cái quá trình nuôi con. Ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin được gửi đến các vị khách mời của chúng tôi những câu hỏi được tổng hợp trực tiếp từ khán giả. Khán giả có địa chỉ email thungatrần@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, trẻ sơ sinh ngoài bố mẹ ra có cần bổ sung canxi không ạ? Nếu cần thì có thể bổ sung như thế nào ạ? Thế thì chúng ta phải hiểu rằng trẻ sơ sinh theo cái phân loại trong y khoa ấy, trẻ sơ sinh là trẻ dưới 1 tháng tuổi và chúng ta gọi là trẻ nhỏ, tức là trẻ dưới 1 tuổi. Thế còn trên 1 tuổi thì chúng ta gọi là trẻ em. Thế thì trẻ sơ sinh là trẻ dưới 1 tháng tuổi thì lúc này chúng ta lên cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, và trong sữa mẹ nếu mà em bé đủ sữa mẹ thì đã đủ canxi rồi thì tôi khuyên là không cần bổ sung canxi nữa, mà lúc này là mẹ phải ăn uống này, bồi dưỡng, mẹ phải bổ sung thêm canxi, bổ sung thêm viên đa vi chất dinh dưỡng, như vậy cái chất lượng sữa mẹ sẽ tốt hơn thì để con sẽ phát triển tốt hơn. Và trong trường hợp trẻ sơ sinh á, thì thường trong sữa mẹ chúng ta biết rằng là cái nồng độ vitamin D nó cũng rất là thấp thôi, thì chúng ta phải bổ sung vitamin D cho con. Ví dụ hàng ngày thì với trẻ sơ sinh thì chúng ta cũng thường cho các cháu bổ sung khoảng 400 đơn vị quốc tế vitamin D3 nếu mà cháu bú hoàn toàn sữa mẹ. Thế còn ngược lại những cái cháu mà lại không bú sữa mẹ mà lại ăn sữa công thức thì các cháu đã có vitamin D từ trong sữa công thức rồi thì các mẹ lại nhớ là không cần bổ sung D nữa, mà nếu mẹ lại vừa cho ăn sữa công thức vừa bổ sung D thì con lại thừa vitamin D thì lại cũng không tốt ạ. Khán giả có địa chỉ Facebook Minh hỏi: tắm nắng để bổ sung vitamin D, canxi cho trẻ như thế nào thì đúng cách thưa bác sĩ? Tắm nắng chỉ bổ sung vitamin D thôi, còn canxi là chúng ta phải đưa vào con đường là sữa mẹ, sữa công thức hoặc là từ các cái thức ăn khác, nguồn gốc từ sữa hoặc là các cái thực phẩm giàu canxi hoặc là các chế phẩm bổ sung. Thế thì tắm nắng đúng cách thì tôi khuyên là thế này, khi trẻ nhỏ các bạn cho con tắm nắng ấy, thì chúng ta nhớ là vẫn có thể đội cho con cái mũ ở đầu, không có các cháu dễ bị cảm. Nhưng mà khi tắm nắng ta phơi ấy, thì các bạn phơi, ví dụ các bạn kéo cái quần em bé xuống, bỏ cái bỉm ra, chúng ta phơi mông rồi phơi đùi em bé dưới ánh nắng mặt trời phía sau độ 7 đến 10 phút, rồi chúng ta lại quay đằng trước, lại phía trước 7 đến 10 phút. Như vậy là đủ vitamin D cho bé. Và chúng ta nhớ rằng tắm nắng ví dụ những cái lúc mà ánh nắng mặt trời, ví dụ như là mùa hè thường độ 7 giờ nó đã có ánh nắng mặt trời rồi thì chúng ta tắm nắng 7 giờ đến 9 giờ. Nhưng có khi mùa đông lại 10 giờ mới có ánh nắng mặt trời, thì tùy theo cái thời tiết để chúng ta chọn cái thời gian tắm nắng cho em bé phù hợp. Khán giả có địa chỉ Facebook Mẹ Tôm Tép hỏi: bé trai nhà em 9 tháng tuổi, cân nặng 8,6 kg, sinh thường, bé đã mọc 2 răng, bây giờ bé chưa biết ngồi, mọi người bế cháu nói người cháu không cứng. Khoảng mấy hôm nay bé biếng ăn, không chịu bú, đêm thức đến 2-3 lần để bú. Xin hỏi có phải bé bị thiếu canxi không? Bé chậm ngồi là vì lý do gì? Xin cho em lời tư vấn. Xin cảm ơn bác sĩ. Ở đây tôi thấy rằng em bé 9 tháng đã được 8,5 cân. Thực ra thì em bé như vậy là về cân nặng là tốt. Nhưng em bé mới mọc được 2 răng như vậy thì chúng ta thấy rằng hơi chậm mọc răng, đúng không ạ? Chúng ta lấy 9 tháng là trừ đi 5 tháng là cái tuổi mọc răng của em bé thì đáng nhẽ em bé bây giờ phải được 4 răng rồi. Và nó thể hiện cái vận động của em bé kém, là em bé ngồi cũng không vững và em bé người cũng không được chắc chắn. Như vậy thì chúng ta xem lại là có thể em bé bị thiếu canxi kèm theo thiếu vitamin D không, thì chúng ta xem lại khẩu phần của em bé uống được bao nhiêu sữa một ngày, rồi mẹ có bổ sung vitamin D cho con hay không. Nếu mẹ này cho bú sữa mẹ này, không bổ sung vitamin D thì chắc chắn là em bé thiếu vitamin D, chúng ta nên bổ sung. Thế nếu mẹ nào có điều kiện thì chúng ta đưa con đi tư vấn dinh dưỡng. Hiện nay thì các cái chỗ tư vấn dinh dưỡng mà cao cấp cũng có cái nghiệm pháp là xét nghiệm vi chất hay xét nghiệm vitamin D trong máu của các cháu. Thế những các cháu mà có cái nồng độ vitamin D thấp thì chúng ta phải điều trị với cái liều là cao hơn so với cái liều bổ sung hàng ngày. Thường chúng ta lại chuyển về cái bổ sung theo nhu cầu hàng ngày. Xin được cảm ơn những tư vấn của bác sĩ. Và quý vị thân mến, những giải đáp ngày hôm nay thì cũng đã khép lại cho 30 phút phát sóng của chương trình Khỏe để sống vui. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm và chị Vũ Hương Mai đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo của Khỏe để sống vui.